Thưa quý vị, đến hết ngày 24 tháng 4 là thời hạn cuối để bổ sung thông tin cá nhân của thuê bao di động theo Nghị định 49/2017 NĐ-CP của Chính phủ. Trước đó có nhiều thông tin nếu không bổ sung ảnh chân dung sẽ bị khóa thuê bao một chiều. Có lẽ vì thế mà những ngày này khi đi qua đại lý các nhà mạng, không riêng gì ở thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh thường thấy là những hàng dài người xếp hàng để đăng ký chụp ảnh chân dung. Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại các điểm giao dịch của ba nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobilephone ở Hà Nội, Biên Hòa, Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh. Người dân đã có mặt ở đây từ rất sớm để bổ sung thông tin cá nhân như là ảnh chụp, số chứng minh nhân dân, chính chủ. Đông quá mà, nhân viên sẽ hỗ trợ những cái giờ này thì tất nhiên là mình cũng phải ra, mình phải suy nghĩ lại. Cái giờ này là cái giờ của người ta nghỉ trưa, của các nhân viên nghỉ trưa. Tại sao nó có chậm một chút, nó cũng thỏa mãn chứ không đến nổi, không có gì buồn. Để tiện, nhiều người thậm chí cầm theo 2 đến 3 chứng minh nhân dân của người thân để bổ sung thông tin cá nhân, nhưng không được chấp thuận. Vì theo nhân viên tại đây, thì người nào đăng ký, người đó phải có mặt. Trước thời điểm mà các nhà mạng đưa ra để bổ sung thông tin cá nhân là đến hết ngày 24 tháng 4, nhiều người dân bày tỏ lo lắng vì thời hạn này quá gấp. Ngoài việc nhốn nháo lộn xộn, chờ đợi mệt mỏi khi đi bổ sung thông tin cá nhân, nhiều người cũng đặt ra những câu hỏi lớn về tính khả thi của quy định này. Bởi đây không phải là lần đầu tiên các nhà mạng bắt người dùng phải bổ sung thông tin cá nhân. Xài Viettel cũng khá là lâu rồi, hơn 10 năm á. Bây giờ mà kêu đem cung cấp hình thì khá là mất thời gian. Trong đó là mười mấy năm xài vẫn được, có sao đâu. Em cảm thấy là khá là phiền phức. Tại vì có khi một người thì cũng có thể dùng nhiều cái sim, chung là cũng khá là nhàn. Em cũng không thích lắm. Nhưng mà do bộ bắt buộc và tất cả các nhà mạng đều phải cung cấp hình ảnh á, thì đâu còn cách nào khác. Cái việc mà chụp hình hay cái gì đó thì nó cũng khá là đơn giản, nó không ảnh hưởng gì tới mình nhiều. Mà cái việc này thì còn giúp mình là có thêm thông tin, mà cái thông tin của mình càng chính xác hơn. Tuy nhiên thì các nhà mạng chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy sẽ khóa một chiều những thuê bao chưa kịp bổ sung thông tin. Hướng xử lý như thế nào còn phải chờ vào Bộ Thông tin Truyền thông, đơn vị chủ quản. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là với khối lượng thuê bao di động lên tới hơn 120 triệu, thì rõ ràng đây là mỏ vàng dữ liệu mà nhà mạng có được từ các chủ thuê bao. Và chẳng có gì đảm bảo rằng mỏ vàng này không bị lạm dụng như là trường hợp 87 triệu tài khoản Facebook bị bán cho bên thứ ba, từng làm xáo trộn dư luận vào hồi tháng 3 vừa qua. Ở góc độ công nghệ, nhiều người làm trong lĩnh vực này đang rất lo ngại về tính bảo mật thông tin cho người dân khi hàng trăm triệu thuê bao phải cung cấp thông tin chi tiết cho nhà mạng theo Nghị định 49. Về việc nhà mạng buộc những người sử dụng thuê bao trả trước phải cung cấp ảnh chân dung thì rõ ràng là nó hơi quá một chút xíu so với lại cái yêu cầu bình thường của những cái nhà mạng ở trên thế giới mà tôi biết. Tuy nhiên, đây là quy định của pháp luật thì chúng ta phải làm theo, chúng ta phải sống theo hiến pháp và pháp luật. Luật Viễn thông năm 2009 về xử phạt làm lộ thông tin cá nhân người dùng dịch vụ bưu chính viễn thông. Điều 6. Bảo đảm bí mật thông tin. 4. Doanh nghiệp viễn thông không được tiết lộ thông tin riêng liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm tên, địa chỉ, số máy được gọi, vị trí máy được gọi, thời gian gọi và thông tin riêng khác mà người sử dụng đã cung cấp khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, trừ các trường hợp sau đây. A. Người sử dụng dịch vụ viễn thông đồng ý cung cấp thông tin. B. Các doanh nghiệp viễn thông có thỏa thuận bằng văn bản với nhau về việc trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông để phục vụ cho việc tính giá cước, lập hóa đơn và ngăn chặn hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. C. Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Về luật và nghị định đã rõ ràng, tuy nhiên, trước tình trạng rò rỉ hàng chục triệu thuê bao di động cho mục đích quảng cáo, thương mại như hiện nay, người dùng không thể an tâm. Nó ảnh hưởng phần nào đó tới cái quyền riêng tư của công dân. Dạng như nếu như mà cái dữ liệu đó nó được quản lý chặt chẽ, nó được bảo mật tốt thì không sao. Tuy nhiên nếu như mà nó bị rò rỉ ra ngoài, hoặc là bị thương mại hóa vì một lý do nào đó thì những cái người dùng sẽ phơi bày toàn bộ những cái gì đó cá nhân của họ và họ có thể phải đối mặt với những cái thứ chẳng hạn như là quảng cáo hoặc là những cái thứ thông tin đến với họ trực tiếp một cách rất là chính xác mà họ không hề mong muốn trong cuộc sống của mình. Cái điều mà tôi lo lắng là liệu nhà mạng có đảm bảo những thông tin đó được bảo mật thật là tốt để những cái bên thứ ba họ không thể truy cập vào, hoặc là bản thân nhà mạng cũng không thể dùng nó cho những mục đích mà pháp luật không cho phép.
Vụ việc rò rỉ thông tin người dùng của Facebook vẫn chưa hạ nhiệt. Điều này càng khiến người dân lo lắng khi những thông tin cá nhân của họ trở thành mỏ vàng dữ liệu cả về thương mại lẫn chính trị. Càng về những ngày cuối, người dân đổ xô đến các điểm giao dịch để tranh thủ cung cấp thông tin cho nhà mạng càng đông. Để tránh hiện tượng quá tải cũng như tạo điều kiện cho khách hàng, hai nhà mạng Vinaphone và Viettel đều đã có các kênh dịch vụ cho phép thuê bao di động của mình chủ động bổ sung các thông tin qua Internet. Cụ thể, với nhà mạng Vinaphone, để nhập ảnh và thông tin cá nhân và ảnh chụp chân dung qua web, thuê bao chỉ cần truy cập vào http://my.vinaphone.com.vn hoặc www.vinaphone.com.vn rồi làm theo hướng dẫn. Còn với những thuê bao Viettel cần bổ sung, khách hàng cần tải về và cài đặt ứng dụng My Viettel trên smartphone của mình và thực hiện theo hướng dẫn. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là sau ngày 24 tháng 4, nếu các thuê bao di động chưa kịp đăng thông tin cá nhân, khách hàng sẽ không bị khóa SIM và vẫn có thể đăng ký sau ngày này. Theo thống kê của Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay đã có khoảng 34 triệu thuê bao cần phải cập nhật lại thông tin. Để kiểm tra, các chủ thuê bao có thể soạn tin nhắn TTTB gửi 1414. Thưa quý vị, bằng một trái tim nhân hậu, một bà mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh đã rước ruột đồng ý hiến tặng đứa con trai mới 20 tuổi bị chết não của mình để cứu lấy 5 mạng sống khác. Đó là chị Võ Thị Ánh Phụng, quê ở Bến Tre. Hiện nay thì chị đang sinh sống cùng người con trai còn lại ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Trong câu chuyện này thì điều khiến nhiều người xót xa chính là việc dù chị Phụng làm việc thiện nhưng lại không thể tránh được miệng lưỡi thế gian, thậm chí còn bị ghẻ lạnh từ chính gia đình của mình. Cuộc sống của người mẹ chính cộng dũng cảm này chỉ có thể gói gọn trong một từ là đơn độc. Dù vậy, với chị Phụng, tất cả đơn giản chỉ là làm việc thiện. Ngôi nhà của người mẹ Võ Thị Ánh Phụng nằm nép trong một khu lao động nghèo ở quận 2. Do sức khỏe yếu, chị Phụng chỉ có thể đi làm vào buổi sáng. Thời gian còn lại trong ngày dài đằng đẵng, nhất là với một người mẹ đã mất đi một đứa con trai. Đây là bộ đồ mà em Lành, con trai chị Phụng, lúc còn sống thường hay mặc. Chị giữ nâng niu như một báu vật. Nhìn nó, chị lại nhớ về mười mấy năm một tay chị nuôi lớn hai đứa con trai trong căn phòng trọ này. Thấy mẹ khổ cực, Lành đi phụ quán ăn rồi làm phụ hồ ở tuổi 19. Cho tới một ngày, em bị tai nạn trên đường đi làm. Dở mắt ra nhìn thì nói thôi nó bị đứt mạch hết rồi. Thì bác sĩ thì cũng khuyên nói thôi bây giờ mình hiến như vậy thì con mình vẫn còn sống ở trong cơ thể một người nào đó. Mình nghe cũng hợp tình hợp lý. Thì thôi để hiến cứu được ai cứ cứu rồi con mình nó chết nó cũng mang có phước đức. Những gì còn lại của Lành chỉ là tấm kỷ niệm chương này. Chị Phụng giữ để tự nhắc nhở mình đã làm đúng. Để tự hào rằng trái tim, quả thận, giác mạc của con đã cứu được tới 5 mạng người. Và Lành vẫn còn đâu đó trên cuộc đời này. Có lẽ chỉ như vậy mới giúp chị Phụng vượt qua được những hoài nghi đàm tiếu của chòm xóm và của cả gia đình. Mình cứ nghĩ mình làm việc thiện thôi, cứu người, chứ mình không nghĩ về bản thân mình nữa. Lúc trước thì con nó phản đối lắm, lúc mà thằng này còn nằm bệnh viện, nó phản đối, nó nói là hả, nhỏ còn nằm đó, bà không biết thương nó, bà con đi hiến tặng nó. Đấy, mày khỏi nói, tao nè, mới mốt tao chết tao hiến luôn, tao cứu được người là tao cứ cứu. Qua cái chuyện này thì mình nghĩ rằng cái chuyện làm nhân đạo không phải chỉ khi mình có tiền mình mới làm nhân đạo được, mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Họ không có tiền thì họ đóng góp bằng cái hành động của họ. Thì đó là một trong những cái mà mình nể phục. Giờ đây, tất cả thời gian và tình cảm chị Phụng dồn hết cho đứa con trai út. Cứ khoảng 4 giờ chiều, khi được đón Lâm đi học về rồi đưa con đến lớp học thêm, có lẽ đó là lúc chị vui nhất vì được thấy con theo kịp bạn bè và tiến bộ từng ngày. Chị Phụng bảo, đời có hai mẹ con nương tựa nhau, cùng nhau sống tốt,
sống thiện là đủ. Thưa quý vị và các bạn, thấy có triệu chứng ngứa dị ứng, một phụ nữ trẻ đã tìm đến bệnh viện để được điều trị. Tuy nhiên, sau khi được tiêm thuốc chữa dị ứng tại bệnh viện An Sinh, thì bệnh nhân đã phải chuyển cấp cứu lên bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh và sau đó thì tử vong tại bệnh viện này. Điều đáng nói là trước đó bệnh nhân có sức khỏe tốt, đang lao động bình thường. Vì thế, gia đình nạn nhân đã đề nghị làm sáng tỏ nguyên nhân vụ việc này. Anh Phước, chồng nạn nhân cho biết, trước đó anh đưa vợ tới bệnh viện An Sinh, quận Phú Nhuận để chữa dị ứng ngứa. Và trong khi bệnh viện thực hiện truyền nước cho vợ mình, anh về nhà đón con, rồi gần 2 tiếng sau quay lại thì thấy vợ đã có chuyện chẳng lành. Có rất là nhiều cái lọ thuốc mà thuốc chích, cái chai em bằng thủy tinh màu đen đen nhỏ nhỏ thuốc chích và đã được sử dụng nằm trên cái bàn đó, thì em ước tính là tầm khoảng là mấy chục chai như vậy. Thì em không hiểu là họ chích vô cho vợ em là nhằm mục đích gì. Sau đó anh được bác sĩ thông báo bệnh nhân bị ngưng tim và đang được can thiệp xử lý. Trong đêm vợ anh tỉnh lại, nhưng đến sáng thì lại phải cho thở máy và đặt ống hút dịch. Sau đó anh được bệnh viện thông báo là phải cấp cứu chuyển viện tuyến trên. Khi mà bên chuyển một năm thì họ nói với em là tại sao lại để vợ em bị nặng như vậy, trong cái tình trạng sốc rất là nặng như vậy. Và họ hỏi em là vợ em có bị bệnh tim gì không. Em mới nói là vợ em tình sức khỏe rất là tốt, không có bị bệnh tim gì hết, mà tại sao bác sĩ lại hỏi như vậy. Thì bên một năm họ nói với em là tại vì bên An Sinh báo qua là tim đã ngừng thở bên An Sinh rồi. Tuy nhiên, tại bệnh viện 115, mặc dù bệnh nhân được đội ngũ y bác sĩ cứu chữa, nhưng nạn nhân đã tử vong sau gần một ngày nhập viện. Tổ chức tang lễ tại nhà, nhiều bà con lối xóm không khỏi thương tiếc và bất ngờ, bởi trước đó chị NT hoàn toàn khỏe mạnh. Trước giờ thì thấy cũng trẻ mà không thấy bị bệnh gì hết. Thì vẫn đi làm rồi lập gia đình, mấy năm nay có hai con thì chỉ thấy vậy thôi. Giờ nào giờ không thấy đi làm bình thường, không thấy bệnh hoạn gì hết trơn. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chị NT và anh Phước. Thế nhưng sự ra đi đột ngột ở độ tuổi còn rất trẻ đối với gia đình là một tổn thất quá lớn. Chị ra đi để lại hai đứa con thơ 1 và 3 tuổi. Hết sức đau buồn trước cái chết vô lý của vợ mình, anh Phước đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của bệnh viện khi điều trị dị ứng cho vợ mình. Ngoài ra, anh Phước cũng cảm thấy thất vọng hơn khi mà tới thời điểm này cũng không nhận được bất cứ sự chia buồn nào từ phía bệnh viện. Thưa quý vị, những vụ cháy nổ liên tục khắp cả nước thời gian gần đây là cảnh tỉnh về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau mỗi sự cố thì người ta mới đi tìm nguyên nhân. Vâng, tuy nhiên là có những trường hợp cháy nổ dù nguyên nhân đã được cảnh báo nhiều lần nhưng mà vẫn tồn tại. Chúng tôi muốn nói đến việc san chiết ga trái phép, thậm chí là ngang nhiên hoạt động tại giữa khu vực trung tâm thành phố. Phóng sự được thực hiện tại thành phố Cần Thơ. Không khó tìm thấy những nơi san chiết ga như thế này tại một khu chợ đông đúc ở thành phố Cần Thơ. Chỉ với những công cụ thô sơ, có lẽ những chuyên gia về an toàn kỹ thuật khi nghe nói về cách chiết ga cũng không khỏi rùng mình. Nếu mà không có miếng đá sang không qua, nó không qua hả? Cái cái đội áp suất gì đó hả? Nó phải đè áp suất xuống, không mất được. Cách đó không xa, trong gia khách hàng, chúng tôi đề cập đến việc thiếu an toàn cho những bình ga đã qua sử dụng. Ngay lập tức nhận được tư vấn. Nó sơn lên không ạ? Dạ. Bình cũ nè, giống gì nè, sơn lại. Dạ. Nó đưa gân lại lạc hết trơn rồi, không bơm ra đi bơm là còn nguyên. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Ga Việt Nam chỉ cung cấp ra thị trường khoảng 10 triệu giỏ bình. Tuy nhiên, lượng giỏ bình rơi vào tay đối tượng san chiết ga lậu chiếm từ 30 đến 40%. Và như vậy, hàng ngày có rất nhiều bình ga lớn nhỏ được san chiết trái phép lưu thông trên thị trường. Cũng lo sợ vấn đề này, tại vì đôi khi mình không biết là cái quy trình người ta làm đó là có đúng hay không. Đôi khi những thiết bị đó nó cũ rồi á, rất là dễ nguy cơ cháy nổ. Ga là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh các giải pháp của ngành chức năng thì mỗi người cần biết cách xử lý khi gặp sự cố. Chúng ta chỉ đứng phía sau cái van ga này và chúng ta phá lại là an toàn. Sử dụng cái bình chữa cháy xịt thẳng vào cái van ga đang cháy thì bình đám cháy sẽ được dập tắt. Lợi nhuận quá lớn khiến một số cá nhân coi thường mạng sống, tài sản của mình và người khác. Ngoài những buổi tập huấn như thế này, các cơ quan quản lý nhà nước cần siết chặt việc kinh doanh san chiết ga trái phép. Đừng để ga trở thành quả bom giấu mặt trong mỗi gia đình.
thời gian gần đây, vùng biển Tây thuộc tỉnh Cà Mau xuất hiện một số nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các ngư dân khai thác sò giống. Bằng sự hung hãn và manh động, chúng bắt ngư dân phải nộp một số tiền nhất định thì mới cho khai thác sò huyết giống. Khai thác xong thì phải bán sò huyết giống cho bọn chúng với giá thấp hơn giá thị trường. Muốn cào sò trên bãi biển, những ngư dân này phải nộp tiền bảo kê 3 triệu đồng một tháng. Nếu không đóng tiền thì phải cào không công một ngày. Những ngày sau, tất cả số sò cào được phải bán cho chúng với giá thấp hơn thị trường. Đó là những luật lệ hà khắc mà nhóm đối tượng này đặt ra cho những ai muốn cào sò huyết trên vùng bãi bồi, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Phải nạp 26 triệu đó, dằn vỏ mà lên cho bãi em cào á. Muốn cào bãi em á là phải chảy giờ cho em một ngày. Ngoài huyện U Minh, ở vùng bãi bồi thuộc huyện Trần Văn Thời cũng có một nhóm bảo kê trên biển tương tự. Đối với những ngư dân cào sò huyết, chúng chẳng khác nào những hung thần. Buộc cái người mà đi cào sò đó phải bán cho chúng. Nếu không bán thì chúng có dùng cái lời lẽ hăm dọa hoặc là sử dụng cái hung khí để đe dọa. Trước sự manh động của các băng nhóm bảo kê cưỡng đoạt tài sản trên biển, công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng vào cuộc. Hai băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của ngư dân ở huyện Trần Văn Thời và U Minh lần lượt bị bắt giữ. Khám xét nợ của chúng, lực lượng công an thu giữ nhiều hung khí như mã tấu, dao tự chế. Nạn nhân của hai các cái nhóm này thì phải là có cung cấp cái thông tin tố giác cái hành vi vi phạm của các đối tượng này để cho cơ quan chức năng đó điều tra làm rõ và xử lý các cái đối tượng này theo quy định của pháp luật. Việc bắt giữ các băng nhóm liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản trên biển được ngư dân rất hoan nghênh. Từ đây, ngư dân khai thác thủy sản trên vùng biển Tây mà không phải lo nợ tiền hay bán thủy sản chi giá rẻ mạt cho những đối tượng côn đồ. Một buổi biểu diễn xiếc được quảng cáo khá hoành tráng diễn ra tại nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, mọi việc lại không đúng như quảng bá, dẫn tới lộn xộn và căng thẳng. Theo quảng cáo, đoàn xiếc này thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Nghệ thuật Sài Gòn với những màn biểu diễn xiếc người, xiếc thú với giá vé dành cho người lớn là 80.000 đồng, còn trẻ em trên 10 tuổi là 50.000 đồng một vé. Mặc dù vậy, do vé bán số lượng lớn nhưng diện tích sân khấu quá nhỏ, nội dung trình diễn lại nghèo nàn, dẫn tới tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Khán giả bức xúc cho rằng bị lừa, khiến không khí rất căng thẳng. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để giữ an ninh trật tự và mời chủ đoàn về trụ sở làm việc sau 20 phút trình diễn. Những ngày gần đây, thời tiết nóng là nguy cơ cao dẫn đến hỏa hoạn. Mới đây nhất là các vụ cháy lại xảy ra ở cơ sở làm thạch cao và trái cây nhựa ở thành phố Hồ Chí Minh. Một công ty gỗ hơn 500 mét vuông cũng bị thiêu rụi ở Bình Dương. Một căn nhà tại hẻm 639 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy, khói lửa nghi ngút. Ngọn lửa bốc cao làm đứt đường dây điện, gây cúp điện trên diện rộng. Do căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn, đến gần 22 giờ đêm cùng ngày mới hoàn tất. Theo một số người dân sống trong khu vực, căn nhà này là cơ sở sản xuất làm thạch cao, trái cây nhựa. Tại công ty gỗ Hải Hưng Phát nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 500 m². Nguyên nhân là do nhà xưởng chứa nhiều gỗ, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy phải phá mái tôn bên trên để phun nước và ngăn không cho cháy lan và khống chế đám cháy sau 2 giờ nỗ lực.